Các bác ạ, hôm nay là về Thái Bình chơi quê vợ đây. Thì buổi sáng đi thì cũng Kim Jong Un nó mới làm tắc đường cấm đường khắp nơi, rất vất vả mới về đến quê. Thì là hôm qua thì có phiên chợ nhưng mà bận không đi được. Hôm nay thì về quê thì rất muốn kiếm ở đâu đấy một cái cây gì để làm mà chẳng thấy. Cái cây này thì hồi đợt tôi cắt thì bây giờ nó xanh tốt rồi nhưng mà cũng còn chưa 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 làm được, sau phải lọc mầm thì tính sau sẽ lọc và làm lại. Nhưng mà nó khó cái ở đây là không có đồ, nghĩa là cưa hay là đục thì không có, mà đồ mà đã không có thì khó làm lắm, rất gần như không làm được đấy. Thì nó đã tốt ung là cái cây mà Ngũ Lão Giáng Đình ngày xưa này, thì bây giờ nó như này. Ngày xưa tôi cắt tôi xuống ngắn này, bây giờ có thể nó lại xuống thấp nữa. Thì cái chuyện đấy thì bàn sau họ video khác. Đang kiếm một cái cây nó mini thôi thì cũng gần như là không có. Thì đi loanh quanh thì thấy thấy cái cây này, ông tức là ông ngoại tức là bố bố vợ thấy là vứt đi cái này để trồng cái cây vạn thuế này. Nhiều khi nó cũng buồn cười vì quản thuế thì tôi không chơi. Thì thấy đây này, cây này chặt đi vứt đi này, cây xanh này đấy. Thì tôi sẽ hôm nay không mang cái giá treo camera về nữa luôn, vì xác định về đây chẳng có cây gì. Nhưng mà ra vườn lại thấy cái cục này, đang tính là cắt đến đây lấy một cái mỏ này thôi đấy. Thì cũng sẽ còn phải suy lắm. Còn cái đoạn dưới trên thì có thể làm cái cây, một cái khẩu này nó dâm xuống thì nó cũng có cái rễ kia rồi đấy, còn đa số là vứt đi hết. Và cái chỗ này thì còn phải có cái đục biếc để đục lại bệ biếc xong rồi trồng xuống đất này đấy. Thì bây giờ mà em sẽ khiêng vào trong kia để làm ấy, hay thôi làm luôn ở đây chả có đồ, có mỗi cái cưa 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 đều đều cưa khá sức đấy. Đấy, gắn cái camera lên đi, cái cành cây chè hài lắm. May quá có cái giá treo này, cắt bác xem. Có mỗi cái cưa bẩn bẩn này thôi, phá sức lắm, mệt lắm. Nhưng thôi phải làm thôi, còn hơn thì chẳng có gì mà làm. Đúng trung tâm nhỉ, cái chỗ này chính. Đây rồi. Đó. Xử lý ngay cái đoạn này cái nào. Cây này mà cho ông lập và vững thì cả quát cho hàng triệu à. Đó. Ông chợ Vạn Phúc ơi. Quát hàng triệu ngay chứ. Ông chợ trước. Kiểu như thân phận nhặt rác. Đồ nó đều cứ làm nhẹ nhàng, đúng không? Cố quá là mất sức. Xuống tay. Đấy, đã lướt rồi, đầu lìa khỏi cổ rồi. Rơi cả camera đây. Tinh thần là nó như này, xa xa một tí không nhỉ. Để em nhấc xuống.
Đây. Tinh thần là sẽ sau này sẽ lắc lấy cái ngọn ở đây. Đấy, sẽ tinh thần sẽ lắc lấy ngọn này, bỏ cái này đi. Như cái này thì cứ từ từ sau này có đục hãng bỏ. Mang bộ đục về. Đang suy nghĩ sẽ cái này phải bóc đi. Cái này phải bóc đi đến đây. Cái này phải giữ lại vì đang dính cái vệ đây thì đang được cái chỗ này. Nhưng lỗ này khẩu thì bóc đi. Bóc đi hoặc là đục nhẹ đi một chút. Vì cốt thật nó vẫn trong đi. Đấy. Cũng già lắm mới chưa đùa đâu. Đấy, thì những cái lầu rễ này mà có đục thì tốt quá thì làm lại được. Hiện tại là không có. Cái này cũng cho đi ra đi. Đấy. Đây thì được cái khẩu này là nó lên có tương lai có ngọn đây rồi. À, chân vệ chỗ này mặt này cũng khá là bệt. Chỗ này bệt. Đấy. Thế còn cái khẩu. Khẩu này cũng khéo được cái thanh đổ chứ đùa đâu. Đấy. Như này đổ xuống là cũng ra gì phết đấy, nhưng mà thôi. Mất sức lắm. Chỉ lấy cái củ này thôi. Lấy củ thôi. Đấy. Đưa để lại đưa camera lên để làm tiếp các nhé. Nó không làm được kỹ đâu, hôm nào mang đục đếc về làm nó cho nó hồi đã. Đấy. Ngoài đừng có rơi nữa nhá. Đây. Trung tâm chưa? Đó. Cất này đi thì cũng hơi tiếc đấy, bởi chỗ này nó bị thoát vào. Mà không cắt thì sau phải đục nhẹ đây tí, có lẽ là không cắt. Đồ đạc mệt quá.
nát hết cả rễ. Đấy, gọi là người nhặt rác các bạn. Đây. Để chỗ này. Cái này. Đấy, sau phần này bỏ đi này. Phải có đục, đục phá, đục mở. Đấy, và đục những cái đầu rễ này, chứ vi cưa này không chơi được. Kéo cũng không có. Thì kéo cái kéo cắt cũng không có. Đấy các bạn ơi. Đây một mặt nhá. Mặt kia thì nó hay hơn tí. Đây. Này, này các bác nhìn chỗ này cứ bỏ đi này. Bỏ đi lượn ở đây tí này. Đấy, thì cái này nó sẽ rất là rụt rịt, cái chỗ này nó cảm giác nó rụt rịt cái chỗ này. Đấy, chỗ này phải sửa đục vào đây tí. Đấy, và cái chỗ này có thể bỏ đi, giữ lại đến đây thôi. Đấy, thì còn đang suy nghĩ nếu cái rễ này nó phải to lên này, để chữa lấp cái chỗ trống này hoặc là gài cái đá vào đây. Đấy, còn về cái mặt này thì mặt lưng này sau bỏ này thì nó đỡ. Và đục một số cái hoặc là có cái mầm thở đây sau nó biến cây nó u cục đây ra. Cứ bệ chỗ này thì tạm được. Chỗ này thì được cái dáng dấp u cục của cái này. Sau giật cái ngọn lên ở đây. Nó đánh dần về đây. Đấy. Rồi. Thế thôi. Xong rồi là vùi đâu đấy ra một cái mô đất nó cao và nó ẩm một chút thế là được các bạn. Đây, hoàn thiện lại cao tầm 30 phân. Đấy, bác chỗ này còn chưa xử lý được, còn lem nhem lắm nhưng mà không có đồ để chịu. Rồi, cảm ơn các bác nhé, để tôi đi trồng cái đã. Rồi, hôm nào mà lâu lâu nữa phải 2-3 tháng nữa về thì quay kết quả cây này các bạn. Chúc bác nghỉ cuối tuần vui vẻ.